Các bạn đang nghe truyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương cái gì nữa a à, trên kênh TV Audio CV. Chương 85, Hội sinh viên chiêu nạp người mới. Lão Chu, vừa rồi nhâm tự cường gặp phải chuyện gì, nói cho tôi một lần, càng tỉ mỉ càng tốt, càng đâm tim càng tốt, nhâm tự cường ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều xanh lẹt mẹ nó tôi đã đau lòng như vậy rồi, lão gian cậu không biết xấu hổ sao. Cậu thật vô đạo đức, Giang cần gắt y một cái lúc cậu nói cho Phan Tú biết chuyện lão tử theo đuổi người khác ba năm có từng nghĩ tới đạo đức không? Lão Chu, nhanh lên, được rồi. Chu siêu cảm giác cực kỳ hưng phấn. Y là người miền Nam, khẩu âm tiếng địa phương khá nặng, nhưng đừng nói, khẩu âm này dùng để kể chuyện lại rất hợp. Theo như lời y nói, sáng sớm hôm nay, nhâm tự cường phun chừng nửa cân gôn xịt tóc, lấy hết dũng khí đến hẹn Phan Tú đi chơi, Kết quả vừa tới dưới ký túc xá nữ, y đã thấy Phan Tú đang đùa giỡn với một học trưởng ở trước cổng, vừa nói vừa cười, thiếu chút nữa dây đeo vai cũng rớt xuống. Lúc ấy nhâm tự cường lập tức yểu xìu, vừa về ký túc xá liền bắt đầu liều mạng hút thuốc, mới khiến cho cả phòng ngủ khói hương nghi ngút như vậy. Phan Tú được thế, còn chưa kết thúc huấn luyện quân sự mà đã quen biết học trưởng rồi, Giang Cần nghe xong liền cảm thấy ổn định, trái tim lại hóa đá, tình yêu quả nhiên huyền huyễn kiếm tiền mới là chính đồ thật tuyệt sáng mai tiếp tục kêu lão chu kể lại lần nữa phỏng chừng có thể tràn đầy năng lượng suốt cả ngày học trưởng vớ vẫn gì chỉ vào mình là cán bộ hội sinh viên rồi đi quyến rũ nữ sinh để ngày mai tôi đi làm chủ tịch hội sinh viên cho hắn xem chu siêu vừa kể xong nhâm tự cường lập tức mắng một câu sau đó rít mạnh hai hơi thuốc xoay người lên giường vùi đầu vào trong chăn nhưng y quên mất bây giờ là mùa hè cuốn mình trong chăn còn khó chịu hơn thất tình. Nhâm tự cường không kiên trì đến 5 giây đã phải buông tha, chui ra nhìn lên trần nhà hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại di động ra đổi chữ ký quy quy. Thần lui, thần một lui này chính là cả đời. Diên Hy công lược, nói là phó hằng từ xa trường trở về. Lúc này Chu Siêu tiếp lời nhắc tới hội sinh viên, hình như vừa rồi tôi thấy trong nhóm có một thông báo, nói là xế chiều ngày mai hội sinh viên sẽ chiêu nạp người mới, các cậu ai đi không, không đi, từ nhỏ tôi đã được định sẵn sẽ làm lãnh tụ, là lãnh đạo người khác, không phải bị người khác lãnh đạo. Tào quản vũ vẻ mặt kiêu ngạo. Lão Giang, cậu có đi không, Giang cần từ phòng vệ sinh đi ra, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu không đi, ngày mai có rất nhiều chuyện. Chu siêu biểu môi nghe nói hội sinh viên lâm đại rất uy phong, quyền lợi rất lớn, chỉ cần chờ một năm trở thành học trưởng rồi, năm sau tìm đối tượng cũng dễ xin lỗi tôi không cần tìm đối tượng thật ra ý của giang cần là yêu đương chó cũng không thèm nhưng lại làm cho chu siêu nhớ tới cô gái đẹp như tiên nữ phùng nam thư cảm thấy cuộc sống đã không còn ý nghĩa mà rụt đầu lại mẹ nó sau này không thể trò chuyện với lão giang về chủ đề đối tượng yêu đương nữa nước tiểu quá vàng dễ dàng bị thức tỉnh lúc này giang cần xoay người lên giường mở điện thoại di động chuẩn bị đặt đồng hồ báo thức rồi đi ngủ Kết quả phát hiện góc trên bên phải màn hình có một pixel chim cánh cục đang không ngừng nhảy lên. Mở ra xem, là tin nhắn quy quy của Tưởng Điềm. Không hiểu sao, gần đây cô gái này dù có việc hay không có việc cũng đều gửi tin nhắn tới. Tưởng Điềm, bạn học Giang Cần, sao cậu không bao giờ nói chuyện phím trong nhóm lớp vậy? Giang Cần, lớp chúng ta còn có nhóm, Tưởng Điềm, có chứ, cậu cũng ở trong đó, nhưng không thấy cậu lộ diện bao giờ. Giang Cần gần đây bận quá, không có thời gian xem điện thoại, có chuyện gì sao, tưởng điềm, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu, ngày mai hội sinh viên học viện tài chính chúng ta tuyển chọn cán sự mới, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không, Giang Cần, không đi, bản thân tôi không đủ năng lực, lỡ như chọn tôi làm chủ tịch hội sinh viên thì làm sao, tôi không làm được. Tưởng điềm ngồi trên giường ký túc xá của mình, nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, có chút thất vọng. Ban đầu cô cảm thấy gian cần khá là lao, ngay cả điện thoại di động ba nghìn tệ cũng hâm mộ, còn làm ầm ĩ như vậy trong phòng học, tuyệt không ổn trọng. Nhưng về sau, cô phát hiện không phải như vậy. Nhất là khi nhìn thấy Giang Cần bị hai cô gái cấp hoa khôi tranh đoạt, lại mập mờ với thiếu nữ thiên tiên ở lớp bên cạnh, không hiểu sao, cô lại tò mò về Giang Cần, muốn biết rốt cuộc hắn có chỗ nào hơn người. Những nam sinh trong lớp vừa đến tối liền tìm nữ sinh trong nhóm trò chuyện, gọi mỹ nữ này, gọi em gái kia. Nhưng từ đầu chí cuối, Giang Cần một câu cũng không nói, luôn lặng dưới nước, cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm cái gì. Cho nên gần đây tưởng điềm chủ động nhắn tin, muốn tìm hiểu một chút, nhưng nào ngờ Giang Cần không cho cô cơ hội này. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có cô nhận ra Giang Cần không tầm thường. Không phải sao, khai giảng chỉ mới một tuần, ngay cả huấn luyện quân sự cũng chưa kết thúc, có người thậm chí còn chưa biết tên người trong lớp, nhưng ký túc xá nữ thường xuyên coi Giang Cần là chủ đề của buổi nói chuyện hàng đêm. Người này, trên người luôn có một loại kiệt ngạo coi thường tất cả, nhưng lại không khiến người ta phản cảm, thật sự là thần kỳ. Thế nào Điềm Điềm, Giang Cần muốn tham gia hội sinh viên không? Tưởng Điềm lắc đầu cậu ta nói không đi, sợ có người chọn cậu ta làm chủ tịch hội sinh viên. Tống Tình Tình thiếu chút nữa cười ra tiếng chủ tịch hội sinh viên. Cậu ta mơ rất đẹp, cười chết người. Người ta nói đùa, cậu không nghe ra à, vậy thì sao, dù sao tôi cũng cảm thấy như vậy, tưởng điềm biểu môi sao hôm có mặt cô gái lớp 4, cậu không nói vậy đi, mặt Tống Tình Tình lập tức đen lại, không khỏi nhớ tới cảm giác bóng bị xì hơi lừa gạt gái nhà lành thì có bản lĩnh gì, chỉ có thể nói người này tương đối giỏi lời ngon tiếng ngọt. Tôi lén xem hồ sơ của cậu ta rồi, chỉ là một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Phan Tú thoáng suy nghĩ một chút, nhưng tôi luôn cảm thấy Giang Cần không giống như nam sinh ra từ gia đình bình thường. Tưởng Điềm cũng không nhịn được gật đầu tôi cũng cảm thấy trên người Giang Cần có loại thông dong và khí thế không tầm thường, không giống với nam sinh trước kia từng gặp. Này này này, đừng nói là các cậu nghĩ thật đấy chứ. Tên kia rõ ràng đang cố làm ra vẻ, các cậu cũng tin, tình tình, có phải cậu bị Giang Cần mài dũa nhuệ khí mấy lần, cho nên lần nào nhắc tới cậu ta thì cậu đều xù lông, phải không? Tưởng đi một câu nói toạt ra chân tướng. Tống tình tình bị nghẹn họng, lập tức quay đầu không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức điện thoại di động của Giang Cần vang lên dưới gối Chu Siêu, ầm ỉ đến mức Chu Siêu trực tiếp chửi má nó, hỏi là điện thoại di động của ai, thế là Giang Cần bị đánh thức, thầm nghĩ đồng hồ báo thức này thật là tốt. Sau khi rời giường, hắn cầm khăn mặt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, kết quả nhìn thấy nhâm tự cường đang mân mê tóc, toàn bộ nhà vệ sinh đều là mùi gôm xịt tóc. Lão nhâm, cậu hồi sinh rồi, nhâm tự cường vẽ mặt hưng phấn gật đầu sáng nay tôi tìm Lưu Hiểu Quyên hỏi, cô ấy nói bộ trưởng từ chó má kia thật ra là muốn theo đuổi tống tình tình, tìm Phan Tú chỉ là do thám quân tình, Giang Cần hơi sửng sốt tai là Lưu Hiểu Quyên, chính là người đứng bên cạnh lão Tào lúc lĩnh quân phục, cao bằng lão Tào. Nhưng lão Tào còn liếm mặt hỏi người ta có phải cũng cao 1,8 m không? À, có chút ấn tượng. Giang Cần nặng kem đánh răng lên bàn chải vậy là cậu vẫn còn cơ hội, đương nhiên là còn cơ hội. Hôm nay tôi định hẹn Phan Tú cùng đi tham gia phỏng vấn hội sinh viên, mượn cơ hội này kéo gần tình cảm. Chu Siêu sau khi bị đánh thức cũng không ngủ được, vương đầu ra khỏi giường không phải mấy ngày hôm trước Phan Tú đã nói rồi sao, không quen cậu, sao cậu còn mặt nóng dáng mông lạnh vậy, nhâm tự cường biểu môi con gái bây giờ đều như vậy, tính cách cao lãnh, nhưng nội tâm nóng bỏng, Nói có là. Không, nói không là có. Danh ngôn này ai nói? Chu Siêu không hiểu sao cảm thấy rất có đạo lý, có vài cô gái quả thật miệng không đúng tâm. Chính là trang web mà lão Giang cho, một người dùng nữ trả lời tôi, con gái hiểu con gái nhất, người anh em đêm nay khẳng định thoát khỏi cảnh đơn độc. Lão Giang, cậu nghĩ sao? Giang Cần Thần sắc quá dị nhìn y một cái tôi cảm thấy không có vấn đề gì, Phan Tú khẳng định yêu cậu muốn chết hận không thể sinh con cho cậu ngay tại chỗ. Hắc hắc hắc. Đã nghĩ ra tên đứa bé chưa, nhâm tự cường lau nước miếng gọi là nhâm ái phan đi. Giang cần gật gật đầu, thầm nghĩ lão nhâm cậu thật trâu bò, cậu thật sự là nhân tài nhất đẳng trong đại học lâm xuyên này. Lâm đại sáng sớm, gió mát thổi lá cây sung xuê âm vang xào xạc. Giang cần đón ánh nắng ban mai đi tới đường sau học viện, mắt nhìn sinh viên đang chạy bộ buổi sáng, cảm nhận được sức sống mạnh mẽ đập vào mặt hôm nay hắn hẹn đổng văn hào và bàn hải của khoa thiết kế đến trường chính gặp mặt dự định thương lượng về chuyện tuyên truyền quảng bá làm poster thế nào cụ thể nên quảng bá như thế nào làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả tuyên truyền dù sao mai cũng là thứ hai rồi giang cần lại phải tham gia huấn luyện quân sự không thể xin nghĩ lại không muốn tự mình làm cho nên nhất định phải sắp xếp trước những chuyện đằng sau giao cho người phía dưới làm để không có chuyện gì vướng chân lẫn nhau. Đổng Văn Hào phụ trách phần nội dung trang web, không am hiểu chuyện quảng bá, nhưng Giang Cần vẫn gọi y theo. Một mặt là vì Bàn Hải là bạn của Đổng Văn Hào, nói chuyện rất tiện. Mặt khác, Giang Cần cảm thấy Đổng Văn Hào là người rất có ý tưởng, năng lực tổ chức đủ mạnh, nhân phẩm cũng không có gì xấu. Cho nên hắn muốn y có thêm cảm giác tham gia xây dựng diêu, cảm giác tham dự mạnh thì tự nhiên sẽ diễn biến thành lòng trung thành sau đó đào y từ câu lạc bộ văn học về đây làm chuyên quản nội dung cũng không tồi. 15 phút sau, Giang Cần đi tới ký túc xá nữ. Sau khi nhận được điện thoại của Giang Cần, Phùng Nam Thư liền xuống dưới lầu ngoan ngoãn chờ. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài che nồ, làng váy thuần trắng, thân trên theo thùa theo phong cách dân tộc, tay áo thì dùng vải lụa vang mỏng, làm cho cả người cô có vẻ đặc biệt điềm tĩnh, dây đeo màu đen ở cổ áo buộc thành nơ bướm, trong sự linh động thuần khiết còn tăng thêm cảm giác thuộc nữ. Giang Tần dừng bước, hắn cảm thấy bất kể là lần thứ mấy gặp tiểu phú bà thì cũng đều có cảm giác kinh diễm, cũng không biết khuôn mặt xinh đẹp như vậy làm như thế nào mà có. nha đầu này, chẳng trách ngay cả trái tim hóa đá cũng có thể lay động. Tại sao cô ấy lại cứ dính lấy mình như vậy? Chết tiệt, vừa nghĩ đến chuyện này liền vui lên là sao? Giang Tần nhịn không được mà nhớ tới câu hỏi của Phùng Nam Thư trên trang web tối hôm qua. Biểu tình nghiêm túc lại, thầm nghĩ tiểu phú bà, tình bạn của cô có lẽ đã có chút biến chất. Sau khi đón Phùng Nam Thư, hai người đến thư viện Lâm Đại. Giang cần tìm một chỗ ngồi xuống, đưa trà sữa mua trên đường cho cô, hôm nay phải ngoan ngoãn biết không? Tự tìm sách mà đọc, mình muốn nói chuyện với người khác. Ok. Phùng Nam Thư dứt khoát đồng ý, sau đó liền dạo quanh giá sách một vòng, tìm mấy quyển sách về, yên lặng đọc sách, không ầm ĩ không náo loạn. Chỉ là, bởi vì sự tồn tại của cô, mà tất cả nam sinh trong thư viện đều mất bình tĩnh, liên tục đưa mắt nhìn sang bên này. Giang Cần cũng không khách khí, ai nhìn qua hắn liền nhìn chầm chầm lại, ba phút sau mắt đều cay, nhưng số người nhìn trộm phùng nam thư vẫn không ngừng tăng lên. Sau đó, Đổng Văn Hào và bàn hải tới. Giang Cần thu hồi ánh mắt, cũng không nói lời khách sáo gì, trực tiếp báo cho bọn họ biết kế hoạch quảng bá của mình. Gần đây thời tiết rất nóng, tôi định in poster tuyên truyền lên quạt, như vậy xác suất lưu giữ càng lớn, người bình thường sẽ không tùy ý vứt, đến lúc đó mỗi người một cái, đầy đường đều có, cho dù là người không lấy được quạt thì cũng sẽ tò mò, nói một cách đơn giản là hiệu ứng đồng nhất. Giang cần nói nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt hai người có chút ngốc trệ lão đổng lão bàn. Hai người có nghe tôi nói không, Đổng Văn Hào và bàn hải mảnh mẽ hoàng hồn, ánh mắt rời khỏi mặt phùng Nam Thư, sau đó lau nước bọt trong miệng trong ánh mắt chỉ có rung động học đệ đây là ai vậy đẹp quá đi giang cần nhìn thoáng qua phùng nam thư đây là của tôi các anh nhìn ít thôi phùng nam thư ngoan ngoãn gật đầu của cậu ta đổng văn hào và bàn hải liếc nhau lại hồi tưởng lại sở ti kỳ và hồng nhan ở trường đông ngày đó trong lòng tự nhủ nhân sinh chênh lệch thật sự là rõ ràng đến mức làm cho người ta không muốn sống a à, học đệ năm nhất cậu đã rực rỡ như vậy năm hai năm ba cậu sẽ thế nào chẳng trách ngày đó hắn lại vênh váo tự đắc nói gái trường đông nhan sắc không cao ở trước mặt cô gái như này ai dám nhắc tới ba chữ nhan sắc cao đúng rồi học đệ nếu như tôi không nghe lầm vừa rồi cậu nói là muốn làm quạt bàn hải miễn cưỡng dời sự chú ý trở lại bỗng nhiên ý thức được từ khóa trong đoạn văn vừa rồi phải có khó khăn gì không gian cần chưa từng làm qua phương diện này tất cả đều là căn cứ vào tưởng tượng nhưng xem phản ứng của bàn Hải thì có lẽ là không đơn giản. Nói thật, làm tờ rơi và poster thì ở đâu cũng có thể làm, nhưng những bản in dị hình giống như quạt thì lại rất khó, không có thiết bị chuyên nghiệp là không được, chuyện này cậu phải tìm nhà máy in chuyên nghiệp, nội dung hình vẽ tôi có thể thiết kế, nhưng chuyện in ấn cậu phải tự mình liên hệ. Giang Cần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Anh có biết xưởng in nào không? Giới thiệu cho tôi hai cái đi." Có lúc trước làm thêm có quen vài người, tôi có thể gửi địa chỉ cho cậu. Bàn hải lấy điện thoại ra gửi địa chỉ sau khi đàm phán xong cứ để người bên bọn họ liên lạc với tôi là được, quá trình này tôi quen, nhưng chuyện tiền nông. Lão bàn, đừng có mà hám lợi như thế, ông chủ đây là phú nhị đại, sao có thể bạc đãi cậu chứ? Đổng văn hào nhướng mày. Vân vân vân, vậy thì chắc chắn, khóe miệng gian cần giật giật, thầm nghĩ đây mẹ nó lại là một cư sĩ vòi tiền nhưng quần thể sinh viên vốn tương đối thực tế cầm tiền nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt công việc sẽ không giống như những tay lõi đời ngoài xã hội kia lấy tiền không làm việc giang cần ngược lại rất thích phương thức lấy tiền giải quyết vấn đề sau khi trò chuyện xong giang cần dẫn phùng nam thư ra khỏi cổng trường định đến xưởng in hỏi dù sao hắn chỉ có buổi chiều hôm nay là rảnh rỗi nên sớm không nên muộn nhiệt độ cuối tuần rất cao mặt trời rất lớn Giang Cần vừa ra khỏi cổng trường đã văn chửi sớm biết vậy đã mua xe, khu đại học này còn không cho phép taxi vào phố đi bộ, phiền muốn chết. Xe, Giang Cần liếc Phùng Nam Thư một cái, bỗng nhiên nhếch khóe miệng có xe sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, chỗ nào cũng có thể đi, còn có thể đi chơi những nơi xa hơn, có phải là rất ước ao không? Cầu xin mình đi, cậu cầu xin mình, mình sẽ mua một chiếc. Phùng Nam Thư nhìn hắn một cái, lấy điện thoại di động của mình gõ gõ một hồi. Hai phút sau, một chiếc Bentley màu đen từ đầu phố chạy đến, chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen xuống xe, mang găng tay trắng, chính là tài xế riêng của Phùng Nam Thư. Đại tiểu thư, buổi trưa tốt lành. Giang thiếu gia, đã lâu không gặp. Giang cần cả người tê dại, lập tức nhận ra đây là tài xế của tiểu phú bà, chú cung, bởi vì lúc trước đi thị trấn suối nước nóng chính là nhờ chú cung chở đi. Đây là sự phô trương của thiên kim nhà giàu sao. Quá kiêu ngạo. Chú cung, sao chú còn ở Lâm Xuyên? Cung thúc mỉm cười gật gật đầu đã đến rồi thì sẽ không đi. Chúng tôi thuê nhà ở khu phố trước cổng trường. Nếu đại tiểu thư có việc thì chúng ta có thể lập tức chạy tới. Phùng Nam Thư lặng lẽ kéo góc áo gian cần, đôi mắt trong suốt nhìn hắn có xe rồi. Đúng vậy, có xe rồi, nhưng gian cần bỗng nhiên cảm thấy không muốn cố gắng nữa, trong mắt chỉ chạy dòng chữ cầu bao nuôi. Nửa giờ sau, một nhóm ba người theo địa chỉ đi tới một nhà máy in có tên là Quảng cáo Thịnh Thế. Đây là một trong những xưởng in tương đối lớn của Lâm Xuyên, thiết bị rất đầy đủ, cũng phong phú đa dạng, loại quạt quảng cáo gian cần muốn làm cũng có, còn có vài loại khác nhau. Công nhân trong nhà máy đều ít nhiều có chút nhãn lực, vừa thấy có một chiếc Bentley chạy vào, lập tức có người bỏ lại công việc trong tay đi gọi người phụ trách. Người phụ trách trong nhà máy cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra nhiệt tình tiếp đãi Giang Cần, thậm chí còn mời hắn tham quan phân xưởng của mình. Y cảm thấy như y gặp được một khách hàng lớn. Dù sao cũng là lái Bentley, chẳng lẽ không phải là khách hàng lớn, hỏi giá cả, quạt tròn một tệ một cái, quạt gấp 2 đến 5 đồng một cái, số lượng lớn ưu đãi lớn. Đại học Lâm Xuyên có khoảng 60.000 sinh viên chính quy, Giang Cần thoáng suy nghĩ. Dự định đặt trước 10.000 chiếc quạt tròn thử nước, quạt xếp không cần cân nhắc, chi phí quá cao, hơn nữa cũng dễ hỏng hơn quạt tròn. Ngoài ra, quảng bá không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng. Bạn cảm thấy mọi người sẽ không vứt quạt đi, nhưng chưa chắc đúng là như vậy. Cho nên giữa lý tưởng và hiện thực phải có sự bảo toàn, vì vậy số lượng đợt đầu tiên không nên quá nhiều. Giang Cần, quạt xếp nhìn đẹp. Phùng Nam Thư cầm lấy một cái quạt xếp hàng mẫu mở ra trắng trước mặt, chỉ lộ ra hai tròng mắt trong suốt mà linh động. Hô hấp của Giang Cần hơi chậm lại, bỗng nhiên hiểu được vẻ đẹp che nửa mặt ôm đàn tỳ bà. Muội tử này, thật sự quá phạm quy, quạt xếp có đẹp hơn nữa thì sao có thể đẹp bằng em chứ? Cùng lúc đó, chú cung đứng cạnh Benly, hai tay khoanh trước người, nhìn đại tiểu thư nhà mình đi theo phía sau Giang Cần, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Đại tiểu thư vui vẻ như vậy, là điều y chưa từng thấy có lẽ nhị thái thái nói đúng đại tiểu thư tốt nhất vẫn là gả cho một người bình thường đừng bao giờ để bị cuốn vào những tranh chấp không ngừng nghỉ kia nữa hai giờ chiều mặt trời chói chang một đám đông sinh viên xuất hiện trước cửa chính tòa nhà a của khu phức hợp đi đầu là tống tình tình tưởng điềm phan tú và mấy nữ sinh khác bên cạnh còn có bộ trưởng tuyên truyền hội sinh viên từ tuấn lập một nam sinh tóc dài không cao đi theo phía sau bọn họ là nhâm tự cường ủ rủ Tào quản vũ miệng mắng chửi và chu siêu biểu môi vẻ mặt không phục. Đây là những ứng cử viên vừa hoàn thành buổi phỏng vấn của hội sinh viên và bây giờ đang lên kế hoạch đi căng tin ăn tối. Biểu hiện của các em trong phỏng vấn hôm nay đều rất tuyệt, chuyện gia nhập hội sinh viên về cơ bản đã không thành vấn đề, tiếp theo đơn xin phải được nộp lên giáo viên bộ phận, khi nào có tin tức tôi sẽ thông báo cho các em. Học viện tài chính chúng ta là một trong những khoa lớn nhất lâm đại, có năm chuyên ngành ác chủ bài còn có năm chuyên ngành trọng điểm cho nên quyền lợi của hội sinh viên rất lớn rất nhiều người vắt hết óc cũng muốn vào lựa chọn của các em tuyệt đối là sáng suốt bất quá năm ngoái cũng có một ví dụ thành tích phỏng vấn rất tốt nhưng lại bị loại bất quá các em không cần lo lắng tôi sẽ nói nhiều lời tốt đẹp bên chủ nhiệm giáo vụ từ tuấn lập chắp tay sau lưng giọng nói hàm chứa hai mặt ẩn ý từng câu từng chữ đều lộ ra một ý vị Gia nhập hội sinh viên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cạnh tranh rất lớn, bất quá yên tâm, ở hội sinh viên, học trưởng tư thế oai hùng hiên ngang như tôi đây rất có tiếng nói. Lời này vừa nói ra, mấy cô gái đứng gần lập tức sinh ra một chút khát vọng hướng về đối với vị học trưởng thành thục mà tao nhã và tự tin này. Học trưởng, chiếc đồng hồ trên tay anh trông thật đẹp nha. Tống tình tình đột nhiên lên tiếng. Từ Tuấn Lập mỉm cười, Phong Kinh Vân đạm sáng tay áo lên long dinh, nhãn hiệu đồng hồ tương đối bình dân, lúc tôi mua giá 15.000. Ngàn. 15.000 ngàn chỉ để mua một cái đồng hồ thôi à. Phan Tú kinh ngạc. Tống tình tình có chút ngạo nghễ nhìn cô một cái người có tiền căn bản sẽ không quan tâm giá cả, chỉ xem có thích hay không. Từ Tuấn Lập nhẹ nhàng gật đầu Tống học muội nói không sai, quan trọng nhất chính là thích, nếu như là thứ tôi coi trọng, cho dù là gấp đôi tôi cũng sẽ mua. Gấp đôi chính là 30 ngàn. Học trưởng, Gia cảnh của anh hẳn là rất tốt nhỉ, cũng tạm được, chỉ là mở mấy chuỗi siêu thị, còn có một khách sạn, hai quán cà phê. Cái miệng nhỏ nhắn của Phan Tú mở thành hình chữ O, ánh mắt liên tục lóe ánh sáng. Đầu năm nay, lớn lên đẹp trai đã rất trí mạng, dáng dấp đẹp trai, phẩm vị còn cao, trong nhà còn có tiền, thỏa đáng nam thần của trường A nhâm tự cường vĩnh tai nghe bọn họ nói chuyện, lúc này rốt cục nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng, Y đi theo Phan Tú tới phỏng vấn, vốn là muốn ở chung nhiều hơn để tăng thêm tình cảm, ai ngờ lực chú ý của Phan Tú đều bị họ từ này hấp dẫn. Không phải là trong nhà có chút tiền sao? Có gì ghê gớm? Mà Tào Quảng Vũ cũng là vẻ mặt phiền chán, y tự xưng là phú nhị đại hàng thành, chán nhất là người khác khoe tiền trước mặt y, cái gì long dinh, đồng hồ 15 ngàn cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe, phi, chu siêu lại càng khó chịu, bị người cùng phái không quen biết trang bức trước mặt mình đây chính là chuyện khiến người ta không thoải mái huống chi anh ta còn muốn quyến rũ nữ sinh lớp mình học trưởng cẩu nhật trang bức thật miễn cưỡng nhâm tự cường bỗng nhiên rầu rĩ nói một câu tào quản vũ đồng ý gật gật đầu anh ta chính là cố ý lộ chiếc đồng hồ kia ra người bình thường ai lại nâng tay khi đi bộ cũng không phải hút thuốc chu siêu thở dài tôi nhớ giang ca tuy lão nhân gia cũng thường xuyên trang bức nhưng người ta tối thiểu cũng trang bức rất tự nhiên, không để lộ dấu vết, trang bức nhưng không làm cho người ta phiền, đúng vậy, nếu lão Giang ở chỗ này thì tốt rồi, lấy nước vàng tưới tỉnh anh ta, chuyện này nói ra cũng kỳ lạ, ba người bọn họ biết rõ bối cảnh gia đình Giang cần rất bình thường, trên tay không có đồng hồ, ngay cả điện thoại di động cũng là loại bị đào thải 3 năm trước, nhưng theo bản năng lại. Cảm thấy Giang cần có thể trấn áp họ từ này. Đừng thấy tào quản vũ bình thường cường ngạnh, không phục Giang cần, nhưng bây giờ lại không thể không tán thành quan uy si nút này. Cùng lúc đó, Tống Tình Tình và Phan Tú đổi vị trí, nhẹ nhàng nắm lấy tay tưởng điềm cảm giác thế nào, cái gì thế nào. Tưởng điềm vẻ mặt mờ mịt. Nam sinh không phải gia đình bình thường, gian cần kém xa anh ta chứ, tưởng điềm dở khóc dở cười, đề tài tối qua cậu vẫn còn nhớ à. Tống tình tình nhịn không được mà cười lạnh, không phải cậu nói gian cần không giống nam sinh trong gia đình bình thường sao? Bây giờ cho cậu thấy phú nhị đại thật sự, cảm giác thế nào? Còn cảm thấy cậu ta không bình thường sao? Tôi nói là khí chất ấy. Khí chất? Vậy cậu cảm thấy học trưởng đeo đồng hồ khí chất không bằng Giang Cần hả? Tưởng điềm thở dài, vô cùng hối hận vì tối qua đã nói về Giang Cần đúng, cậu đúng, được chưa? Tống Tình Tình lập tức lộ ra biểu tình đắc ý cho nên nói, Giang Cần kia chính là cố làm ra vẻ, ở trước mặt phú nhị đại chân chính căn bản không chỗ nào che giấu. Tình tình, cậu không thể bởi vì chịu thiệt thòi trước gian cần mà luôn bới mốc tật xấu của cậu ta a. À, làm gì có chứ, gia cảnh cậu ta bình thường là sự thật, nói thật cũng có lỗi sao, học trưởng, bộ tuyên truyền cụ thể là làm công tác gì, học trưởng, anh có bạn gái chưa, học trưởng cùng quê với em, không biết là tiểu khu nào, trong quá trình từ tòa nhà phức hợp đến căn tin số 2, các cô gái khoa tài chính vây quanh từ đại học trưởng hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, rất giống chúng tin. Phủng Nguyệt được mọi người vây quanh, truy phủng. Mà lúc này, một chiếc Bentley màu đen vừa vặn chạy lướt qua bọn họ, dọc theo đường thứ hai của học viện chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng dừng ở trước cửa căng tin số 2, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Biển số của chiếc xe này rõ ràng là xa lạ, theo đạo lý mà nói là không thể lái vào, nhưng bảo vệ không dám ngăn cản, ngay cả bảo an đi xe tuần tra cũng không dám tiến lên hỏi thăm, vì thế chiếc xe cứ đường hoàng tiến vào chiếc xe đen kia khí phách thật đấy, không thấy nhãn hiệu, đây là loại xe gì vậy, nhìn trục bánh xe là biết, Bentley, nhãn hiệu xe sang trọng cao cấp nhất nước Anh. Từ Tuấn lập cử trọng nhược kinh nói. Phan Tú nghe được hai chữ xe sang trọng, hai mắt liền tỏa sáng học trưởng, nhà anh lái xe gì vậy? Cũng là xe sang trọng cao cấp sao, từ Tuấn lập ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, loại xe này có lẽ phải mấy triệu, gia đình bình thường không thể lái nổi. Mặc dù nhà tôi có thể mua được, nhưng cũng đâu thể dùng toàn bộ tiền để mua xe, dù sao xe cũng chỉ là một công cụ đi lại. Mua nổi cũng đã ghê lắm rồi, hiện tại làm gì có mấy gia đình có thể mua nổi Bentley. Tống tình tình nhịn không được mà tân bốc. Cũng không có gì ghê gớm, tôi ở trường rất khiêm tốn, bình thường sẽ không tiết lộ hoàn cảnh gia đình của mình, chủ yếu là sợ bạn bè xung quanh có áp lực. Nghe được những lời này, nhâm tự cường, Tào Quảng Vũ và Chu Siêu tức giận đều muốn rút dao đâm người. Mẹ nó, anh như vậy mà vẫn còn nói mình là khiêm tốn sao, anh đã nói cả đoạn đường, đến nỗi lỗ tai chúng tôi sắp chai sạn luôn rồi, hơn nữa cổ tay đeo đồng hồ của anh chưa bao giờ thả xuống, giờ như vậy không mỏi sao, anh muốn trang bức thì cứ trang bức, anh cứ thoải mái mà làm đi, cần gì phải vừa phô bày giàu sang vừa giả bộ khiêm tốn, thật sự là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Nhưng khoan hãy nói, đẳng cấp của từ tuấn lập quả thật cao hơn tào quản vũ hơn nữa rất nhiều em gái thật sự thích dạng này thế cho nên trong đám người lâu lâu lại vang lên vài tiếng oao wow wow, oao làm cho từ tuấn lập càng vui vẻ khóe miệng vì thế nên cũng công lên không ít thấy không đây mới là cao phú soái chân chính tốt hơn nhiều so với những người rõ ràng không có gì lại giả bộ cao ngạo tao nhã tống tình tình nhịn không được mà lại đâm chọt tưởng đi một cái vẻ mặt dương dương đắc ý vừa dứt lời cửa sau bên trái Bentley màu đen bỗng nhiên bị mở ra. Trước mắt bao người, Giang Cần bước xuống xe, tay trái viện khung cửa, tay phải cầm một cái quạt quảng cáo tiện tay lấy từ xưởng in. Phùng Nam Thư còn muốn đi theo hắn, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy trở về. Giữa trưa, trời quá nóng, để chú cung đưa cậu về ký túc xá luôn đi, đợi buổi tối mát mẻ lại ra ngoài chơi. Cô Phùng Nam Thư nhàn nhạt đáp một câu, cách cửa sổ xe lưu luyến nhìn hắn một cái, sau đó liền theo xe rời đi. cùng lúc đó, một đám người đứng bên kia đường chuẩn bị đi tới đều dừng bước, mông lung mà nhìn bóng lưng đang mãnh liệt quạt quạt kia, ánh mắt cả đám đều như ngưng động lại. gì đây? người được benly đưa vào là giang Cần của lớp họ, trùng hợp như vậy, các cậu cũng ở đây. nghe được giọng nói của giang Cần, tống tình tình bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông, vẻ mặt bị phớt lờ mấy ngày trước lại hiện lên cô theo bản năng ôm lấy cánh tay tưởng điềm, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác chân thật. Giang cần cất bước đi tới, trước tiên nhìn về phía tàu quảng vũ thứ hai mới hạ đao, hôm nay đã có thể xuống giường, tàu quảng vũ tựa như nước mắt lưng tròng sản khoái, thật con mẹ nó quá sản khoái. Sau khi cắt vòng, cảm thấy rất sản khoái. Thật không? Tôi nhớ bác sĩ nói phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Không phải, ý tôi là cậu xuất hiện thật sự là quá sản khoái nhâm tự cường và chu siêu đều mãnh liệt tán thành cùng tàu quản vũ hung mãnh gật đầu nãy giờ bọn họ bị người họ từ kia mặt dày trang bức cả quãng đường nín một bụng tức giận kết quả quay đầu liền thấy giang cần ngồi Bentley xuất hiện trực tiếp hạ thấp cực mạnh trong lòng vô cùng sản khoái cái gì long Jin 15 lăm cái gì ba siêu thị một khách sạn ở trước mặt benly tất cả đều là cứt chó sản khoái thật sự sản khoái ba người bọn họ chưa từng nghĩ tới thì ra nhìn bạn cùng phòng hiển thánh trước mặt người khác cũng là chuyện thoải mái như vậy. Bước này Trang không lọc dấu vết, tự nhiên tao nhã, quả thực mát điểm, Giang cần nhìn vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt của ba người bạn cùng phòng, cảm thấy mơ hồ rốt cuộc các cậu đang hăng hái cái gì vậy, chiếc Bentley kia là nhà của cậu đi, nói cho mọi người biết gia đình của cậu là như thế nào, có mấy siêu thị mấy khách sạn. Tào Quảng Vũ cố ý lớn tiếng một chút, ánh mắt còn liếc về phía từ tuấn lập bên cạnh. Giang Cần hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Mẹ nó, lão Tào đây là bệnh cũ lại tái phát, muốn hiển thánh trước mặt người khác, ám chỉ mình phối hợp với y đây mà. Con người của y cũng không xấu, chỉ là sở thích có chút kỳ lạ như vậy, nếu không phối hợp với y, y cả ngày sẽ khó chịu muốn chết. Ai, không giả vờ nữa, ngã bài, một lần nữa làm quen, tôi, bình thường không có gì lạ gian thiếu gia. Tào Quảng Vũ lập tức vui vẻ thoải mái, trong lòng nói huynh đệ này thật là ăn ý, mà gia đầu Chu Siêu và Nhâm Tự Cường đều tê dại. Thiếu gia thì thiếu gia, còn thêm cái bình thường không có gì lạ, đô này hơi cao, lão gian, với giá trị con người của cậu, nếu vào hội sinh viên, thấp nhất cũng phải làm chức đương đương với chủ tịch, bộ trưởng căn bản không xứng với cậu. Giữa những hàng chữ của Tào Quảng Vũ đều như đang ám chỉ từ Tuấn Lập. Giang cần không tiếp được lời châm chọc này, ngược lại ồ một tiếng tôi còn thắc mắc sao cậu lại xuống giường, nguyên lai like là đi phỏng vấn hội sinh viên. Không phải cậu nói là không đi sao, thế nào lại đi, từ Tuấn Lập ở bên cạnh đột nhiên mở miệng cũng tạm được, tỷ lệ thông qua rất lớn. Cậu là ai? Cũng là lớp chúng tôi. Giang cần cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ. Làm quen một chút, tôi tên là từ Tuấn Lập, năm nay năm ba, là học trưởng của các cậu bây giờ là bộ trưởng tuyên truyền của hội sinh viên. Từ Tuấn Lập chủ động chào hỏi, biểu hiện nho nhã lễ độ. Nói đùa, người ngồi bên ly, không kết giao vội trả lễ còn chờ rắm ăn à, nhân mạch như này, về sau coi như là ra trường cũng dùng được. Giang cần bừng tỉnh đại ngộ ta, anh chính là từ học trưởng kia, thiện danh còn bên tai đâu. Không có, không có, tôi chỉ làm chút giúp đỡ, dù sao những tân sinh viên như các cậu mới đến trường học có thể chưa quen thuộc, đây là nghĩa vụ của cán bộ sinh viên. Giang Cần gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lại nhìn về phía tàu quản vũ, nhâm tự cường và chu siêu hai người đi căng tin ăn cơm hay là về ký túc xá, ăn cơm, phỏng vấn cả buổi sáng, thiếu chút nữa đói chết. Giang Cần nghe được câu trả lời của bạn cùng phòng, cũng gật gật đầu vậy được, các cậu từ từ ăn, tôi đi trước. Từ học trưởng, gặp lại sau từ tuấn lập phong độ nhẹ nhàng gật đầu không thành vấn đề về sau gặp phải bất cứ vấn đề gì trong khoa đều có thể tìm tôi chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu giải quyết gian cần cậu ăn cơm chưa tống tình tình thấy hắn muốn đi bỗng nhiên nhịn không được mà mở miệng nếu chưa thì ăn cùng chúng ta một bữa cơm đi tôi mời cậu quên đi đồ ăn trong căng tin quá rẻ ăn xong ảnh hưởng đến tâm trạng ngồi bên ly của tôi a à, vậy được rồi tống tình tình nhìn cây quạt trong tay hắn Mặt trên viết chuyên nam khoa mang lại hạnh phúc cho bạn nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy hắn quý khí bức người khó mà nhìn thẳng tình tình đây là so sánh mà cậu nói sao thật đúng là so sánh rất hiệu quả bây giờ cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là gia đình bình thường tưởng điềm nhịn không được mà trả lại tất cả lời chăm chọc vừa rồi sắc mặt tống tình tình không khỏi trắng bệch cậu ta điền là gia đình bình thường mà tôi thấy rõ ràng không sai được bỏ đi, đừng nói nữa, về sau không bao giờ tin cậu nữa. Tống tình tình thở dài, nhìn về phía học trưởng bên cạnh, phát hiện lúc này học trưởng đã buông xuống cổ tay vẫn luôn dơ lên, cũng đút cả bàn tay vào trong túi, che khuất long dinh 15 ngàn kia. Thì ra, phú nhị đại chân chính thì sẽ không để lộ dấu vết. Tình bạn trung học phổ thông khi đến đại học thường sẽ rất khó duy trì, trừ phi là cách không xa, hoặc là ở cùng một trường học nhưng ở giai đoạn tân sinh nhập học này có rất nhiều người đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên không quen dù sao bạn bè trong lớp đến từ trời nam biển bắc khẩu âm và thói quen sinh hoạt sẽ có sự khác biệt rất lớn cho nên rất nhiều sinh viên năm nhất thường sẽ cảm thấy vẫn là bạn bè trung học tốt hơn chuyện lẻn vào trường học lẫn nhau cũng tập trung nhiều vào giai đoạn này vì vậy cuối tuần đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự tần tử ngang vu toa toa triệu lộ Mã Bác Long và Khúc Thiếu Thông đều đến Đại học Lâm Xuyên. Tần Tử Ngang là tới lấy lòng sở ti kỳ, Vu Toa Toa đương nhiên là tới tìm hai khuê mật chơi. Triệu Lộ, Mã Bác Long và Khúc Thiếu Thông thì muốn đi tham quan, nói là muốn trải nghiệm bầu không khí của các trường đại học trọng điểm. Vương Tuệ Như và sở ti kỳ với tư cách là chủ nhà, đương nhiên là phải nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, hai người vốn đã đặt phòng bao ở nhà hàng Nam Sơn, nhưng Toa Toa nói tiệc ngoài trời mới có cảm giác, vì thế mấy người lại đi tới quầy nướng ngoài trời thực vi thiên. Tuy nhiên, sự hăng hái của sở ti kỳ rõ ràng không cao. Tần tử ngang vài lần muốn nói chuyện với cô, nhưng cô đều không nghe thấy, trên mặt cũng hoàn toàn không có niềm vui khi bạn bè đến thăm, giống như tâm sự nặng nề không quá hoạt bát. Cảm giác ti kỳ không vui lắm. Vu toa toa có chút nghi hoặc. Vương tuệ như không khỏi thở dài đã nhiều ngày rồi, vẫn như vậy. Tại sao, còn vì sao nữa, đương nhiên là vì giang cần. toa toa kinh ngạc cậu ấy còn chưa quên giang cần sao? không phải hai người đã xóa quy quy rồi sao? hơn nữa hai người họ cũng đâu có học cùng một khuôn viên. vương tuệ như bỗng nhiên ra dấu im lặng, xịt, đừng nói nữa, nếu không hôm nay ti kỳ lại ăn mất ngon. sau khi nghe xong, vu toa toa liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. sở ti kỳ thế nhưng là ngạo kiều nữ vương a cô luôn tùy tâm sở dục mà sống vì tâm tình của mình, cũng sẽ không quá quan tâm người nào đó, nhưng bây giờ cô lại vì một nam sinh mà ngay cả cơm cũng ăn không vô. Giang cần a à giang cần, quả nhiên trên con đường trở thành nam thần, cậu càng đi càng xa. Mình nhớ giang cần cũng ở lâm đại mà. Còn có quách tử hàng, cậu ta cũng cách không xa, sao hai người này không tới, ánh mắt khúc thiếu thông nhìn quanh một vòng, không nhịn được mà nói lên nghi vấn. Mã bác Long ghét bỏ nhìn y một cái cậu đi quên mang não à. Giang Cần thổ lộ với sở nữ thần thất bại, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà đến sao, ra vậy, mình nghe nói trong nghỉ hè này lão Giang kiếm được rất nhiều tiền, còn muốn bắt cậu ta mời khách đây, cũng không biết thật hay giả, mình lại chưa từng thấy, mình không tin. Tần tử ngang vừa nghe thấy tên Giang Cần liền đau đầu, vội vàng nói sang chuyện khác nào nào, mọi người gọi món ăn trước đi, ti kỳ, cậu thích ăn gì? mình gọi cho. Ăn gì cũng được, mình không chọn. Sở ti kỳ hữu khí vô lực nói. Vậy thì gọi một món sườn dê hầm đi, mình nhớ lúc học mặt tốt nghiệp hình như cậu rất thích ăn món này. Triệu lộ ở bên cạnh nhìn y một cái tầng đại thiếu, nghe ý cậu, cậu định mời khách à, vậy thì sao, mời thì mời, cũng đâu phải là mình không có tiền. Tần tử ngang vẽ mặt hào phóng vương tuệ như vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại của hai người các cậu đến tìm bọn mình chơi bữa này phải là bọn mình mời mới đúng vu toa toa cười hì hì tần tử ngang là có dụng ý khác cậu nghĩ cậu ta muốn mời chúng ta nhưng thật ra cậu ta chỉ muốn mời một người cậu cũng không cần khách khí với cậu ta làm gì tần tử ngang tràn đầy cảm kích đối với sự trợ giúp của toa 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 toa, toa. cậu thích ăn gì mình gọi thêm mình sao cũng được cậu vẫn là hỏi ti kỳ đi mình cũng không dám nhận tình cảm của cậu. Ha ha! Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên từ đối diện đi tới một cô gái có vóc người cực tốt, cô gái khi nhìn thấy mấy người họ liền thoáng sửng sốt, bước chân không khỏi dừng tại chỗ. Cùng lúc đó, Vương Tuệ Như cũng phát hiện ra cô, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều có chút cổ quái nói không rõ. Tuệ Như, cậu cũng ở đây à, ừ, cậu cũng đến ăn à, ừm, hẹn học tỷ trong khoa nói chút chuyện. Hồng Nhan mặc một bộ váy liền áo màu ninh, lộ ra da thịt trắng nõn sáng bóng, hai chân thon dài lộ ra ngoài làng váy, cả người duyên dáng yêu kiều, lập tức hấp dẫn ánh mắt cả bàn người. Sau khi nói chuyện đơn giản hai câu, Hồng Nhan không ngồi xuống, bởi vì cô không có khả năng ăn cơm bên cạnh sở ti kỳ, vì vậy liền xoay người rời khỏi phố Nam. Cúc Thiếu Thông lấy lại tinh thần, miệng hô một câu vương tuệ như, đó là ai vậy? Giá trị nhan sắc thật cao nha, là bạn cùng phòng của mình, các cậu là ký túc xá hoa khôi trường hả? trời ạ, à, vậy mà cùng cấp bậc với sở nữ thần, sắc mặt sở ti kỳ trở nên rất khó coi, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, mà là làm bộ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tráng chén đũa. nhưng nhìn thấy cảnh này, vu toa toa ngồi bên cạnh lại nhận thấy được gì đó không thích hợp. nếu vương tuệ như và hồng nhan kia là bạn cùng phòng, vậy cùng sở ti kỳ hẳn là cũng là bạn cùng phòng vì sao hai người lại không chào hỏi không đợi cô mở miệng hỏi mã bác long đã nói trước vương tuệ như số quy quy của bạn cùng phòng cậu là bao nhiêu phi lão mã cậu cũng không tự nhìn lại dáng vẻ của mình nữ thần như vậy cậu cũng có tư cách nhớ thương tần tử ngang vẻ mặt khinh thường dáng dấp mình không được thì sao linh hồn mình thú vị ba sở ti kỳ tức giận vỗ đũa đã tráng lên bàn cắn răng nói câu đi toilet sau đó đứng dậy rời khỏi đám người nhìn thấy cảnh này người trên bàn không khỏi bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ bọn họ đều không phải kẻ ngốc đều nhìn thấy người ta đập bàn làm sao có thể không nhận ra vấn đề vì thế tất cả mọi người đều dời ánh mắt nhìn về vương tuệ như tuệ như quan hệ bạn cùng phòng của cậu với ti kỳ không tốt vu toa toa trực tiếp hỏi ra trọng điểm từng vừa mới khai giảng đã có mâu thuẫn rồi không đến mức đó chứ Vương Tuệ như trầm mặt hồi lâu, cuối cùng thở dài hồng nhan muốn theo đuổi Giang Cần, ti kỳ không muốn, hai người cãi nhau rất dữ, lát nữa các cậu vạn lần đừng nhắc tới hồng nhan nữa. Theo đuổi Giang Cần. Đùa gì vậy, cậu xác định không phải Giang Cần theo đuổi cô ấy. Trong mắt Mã Bác Long đều sắp rớt ra. Nếu như là Giang Cần theo đuổi Hồng Nhan, vậy cũng không đến mức nháo thành như vậy. Hai ngày trước cũng bởi vì Giang Cần, Hồng Nhan với Ti Kỳ lại cãi nhau một trận, từ đó tới nay chưa nói thêm một câu nào nữa. Nghe vậy, khúc thiếu thông gia đầu đều tê dại vậy. Giang Cần và Hồng Nhan ở bên nhau rồi, Vương Tuệ như nhẹ nhàng lắc đầu Giang Cần nói mình không yêu đương, xem như biến tướng từ chối Hồng Nhan. Nghe được câu này, mấy người trên bàn cơm đều hít một hơi lạnh. Được mỹ nữ cấp hoa khôi trường theo đuổi, hai hoa khôi trường còn bởi vì hắn mà cãi nhau túi bụi, mấu chốt là hắn còn cự tuyệt mẹ nó thiết lập này là loại nam thần gì a à? chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi khoảng cách giữa giang cần và bọn họ đã đến mức khác biệt như một trời một vực rồi sao vu toa toa nghe vương tuệ như miêu tả xong lại tự động não bổ thêm chút cảnh tượng lúc đó nhịn không được mà lấy điện thoại di động từ trong túi ra mở quy quy hiu tiếng huyết gió nam thần mình tới lâm đại rồi khi nào cậu mời mình ăn cơm a à? lúc này giang cần vừa mới bước ra ký túc xá đến quán trà sữa nghe tô nại báo cáo công việc, nhìn tin tức bật lên trên màn hình, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái quái gì thế này, vu toa toa, nữ nhân này hỏng não rồi phải không, học trưởng? Anh có nghe những gì tôi vừa nói không? Tô nại đẩy kính xuống. Giang cần lấy lại tinh thần nghe, ba ngày sau chính thức bắt đầu quảng bá, cô giúp tôi theo dõi số liệu thống kê. Ok. Tô nại với lấy miếng bánh cuối cùng trên đĩa, định cắn, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp lắm học trưởng, miếng cuối cùng, anh có muốn ăn không? Giang Cần nhếch khóe miệng cô. Rửa tay chưa, rửa rồi. Không ăn thứ gì kỳ lạ chứ, Tô Nại thoáng sửng sốt, trong đôi mắt phía sau kính chỉ lóe lên đơn thuần và mông lung. Sau những ngày cuối tuần hoàng mỹ, huấn luyện quân sự của Lâm Đại tiếp tục triển khai. Buổi sáng tới sân thể dục chạy 10 vòng, tiếp theo là đi với tư thế quân đội bước chân ngỗng, đánh một bộ quyền côn đồ hưng phấn bài bài nối tiếp, tân sinh viên khắp sân thể dục đều yếu xìu, mệt mỏi đến đứng không được, ngồi không xong. Quyền côn đồ hưng phấn, những tiểu tỷ tỷ nghiêm trang xuất quyền công kích, nhưng trên thực tế lại không hề có lực công kích, thậm chí những động tác này còn tràn ngập sức hấp dẫn. Giang cần tháo mũ xuống, mũ ướt đẫm mồ hôi, sau đó khoác nó lên đầu gối. Đúng vào lúc này, một bàn tay mảnh khảnh bỗng nhiên từ phía sau hắn vươn tới, đưa cho hắn nửa chai nước khoáng qua ha ha. Giang Cần, uống nước không, Tống Tình Tình ngồi ở phía sau bên phải đội hình, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng cặp mắt vẽ Linh hướng hắn chớp nhẹ. Thôi, Tình Tình, chai đó cậu đã uống qua rồi, vẫn là uống của tôi đi, của tôi còn chưa mở nắp. Tưởng Điềm cũng duỗi tay đưa tới một chai nước khoáng hoa ha ha, sớp du mặt trắng nõn mang theo chút hồng phấn hoa đào. Hôm nay Giang Cần quả thật quên mang nước, vì thế nhận lấy nước của Tưởng Điềm uống hai ngụm cảm ơn, Ngày mai mua trả lại cho cậu. Không cần trả, một chai nước mà thôi. Khi nói chuyện, Tưởng Điềm không tự chủ được dương khóe miệng lên, còn ánh mắt Tống Tình Tình lại có chút u oán. Nhưng sau khi oán giận bay đi, cô lại bắt đầu trấn an bản thân. Đừng nóng giận, nhà cậu ta có Bentley, nhà cậu ta có Bentley. Nhìn thấy cảnh này, Chu Siêu ngồi sau lưng hắn chu muốn chết, răng đều sắp cắn nát, lập tức cảm giác Pepsi lạnh trong tay mất đi vị ngọt biến thành soda không có linh hồn phan tú tôi cũng quên mang nước nhâm tự cường bỗng nhiên lên tiếng phan tú lộ ra hai lúng đồng tiền theo khoa học nghiên cứu con người không uống nước trong ba ngày liên tục thì mới có thể chết vì khác sau một lúc lâu sĩ quan cảm thấy huấn luyện đã gần xong rồi vì thế liền tập hợp bốn đội gần đó lại hỏi có ai muốn biểu diễn tài nghệ gì không đừng nhìn mọi người lúc nào cũng trang này trang nọ tại ký túc xá hoành hành khắp chốn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy quả thực là có chút ngượng ngùng, cho nên hơn 200 người lại không hề có một người lên tiếng, đều là hàng sợ hãi. Sĩ quan thấy vậy liền nói, hiện tại còn 2 giờ nữa là kết thúc huấn luyện quân sự. Hoặc là để cho bạn học có tài năng biểu diễn 2 giờ, hoặc là mọi người cùng nhau chạy thể dục 2 giờ. Nghe được câu này, cả đội hình lập tức xôn xao. Hay lắm, một giờ đã mệt chết, hai giờ chắc chạy gãy chân mất. Vậy nhất định phải lên diễn tài nghệ A, báo cáo sĩ quan, Lý Sáng Sáng biết nhảy ba lê, báo cáo sĩ quan, Đỗ Gia Hào có thể dùng mũi phun nước, rất thú vị, báo cáo sĩ quan, giả tường như biết múa điệu chim công, báo cáo sĩ quan, Dương Liễu biết hát bài Little Dimper, này này này, Lưu Cảnh Hạo cũng biết hát Little Dimper, có thể để cho hai người họ hợp xướng, với đủ loại bạn bè thân thiết đâm lưng, một số bạn học không thể không ra ngoài biểu diễn tiết mục, dù sao cũng không có ai muốn chạy hai giờ quanh sân thể dục thế hệ thanh niên này quả thật không ít tài lẻ nhất là tiết một mũi phun nước mặc dù làm cho mọi người cảm thấy có chút ghê tởm nhưng bảo người khác làm thì quả thật không ai làm được nhưng biểu diễn xong loại tài nghệ này coi như thời đại học của y đã hoàn toàn từ bỏ quyền kén vợ kén chồng thật chứ có cô gái nào lại thích một chàng trai biết phun nước qua lỗ mũi cho dù có đó cũng là một kẻ biến thái đôi nam nữ song ca Little Dimper cũng rất hay, hai người vừa hát vừa liếc mắt đưa tình, khiến cho đội hình xôn xao lên, loại ồn ào này rất có hương vị thanh xuân, lập tức khiến cho bầu không khí tại hiện trường sôi nổi hơn không thiếu. Ngoài ra, kỹ thuật múa ba lê của Lý Sáng Sáng cũng rất tốt, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là dáng người của cô, xoay tròn nhún nhảy, hai mắt khép hờ, vô cùng sống động. Mẹ nó, may mà hôm nay lão Tào không đến xem huấn luyện quân sự của chúng ta. Nhâm tự cường thì thào tự nói. Chu siêu nhịn không được mà quay đầu lại có chuyện gì sao, cậu ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không thì nó sẽ đau chết mất. Chu siêu bừng tỉnh đại ngộ lão nhâm, cậu thật biết nghĩ cho người khác. Sau một lúc lâu, Tống Tình Tình cũng nhịn không được mà xung phong đứng ra, đi lên biểu diễn một đoạn, vũ nương, của Thái Y Lâm, hơn nữa còn vừa hát vừa nhảy, nam sinh trong đội hình xem mà phải gầm rú kêu to. Nghe được tiếng hoang hô chung quanh, Tống Tình Tình không khỏi đắc ý, vì thế theo bản năng liếc mắt nhìn về phía đội hình lớp mình, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, duy chỉ có Giang Cần cúi đầu, điều này làm cho ánh mắt của cô nhịn không được mà ảm đạm đi. Người con trai này, đến cùng là thích thứ gì, Giang Cần, vừa rồi tôi nhảy không đẹp sao? Tống Tình Tình trở về đội hình, u oán mà hỏi một câu. "Hả?" "Đẹp, nhảy vừa cao vừa xa." Tưởng điềm đang vẽn tai nghe hai người nói chuyện, không nín được, trực tiếp cười ra tiếng. Tống tình tình có chút xấu hổ, nhưng lại không hề sinh ra chút quán giận nào. Nếu là nam sinh gia đình bình thường đối xử với cô như vậy, đó chính là giả vờ, nhưng người ta là phú nhị đại, thật ra cao ngạo lãnh đạm một chút mới có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng thật ra không phải Giang Cần không muốn xem, mà là bàn hải bỗng nhiên gửi tin nhắn cho hắn, nói là đã làm xong bản thiết kế hoặc quảng cáo, hiện tại muốn kết nối với bên quảng cáo thịnh thị. Điện thoại di động năm 2008, ngoại trừ văn bản và biểu tượng cảm xúc ra thì cái gì cũng không thể gửi, Giang Cần không nhìn thấy đồ họa, không có cách nào xác định bản mẫu có thích hợp không. Khi nào tiết mục trình diễn tài năng này mới kết thúc, không được thì mượn nhẫn thuật toilet độn đi. Giang Cần thu hồi điện thoại di động và chuẩn bị giơ tay, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang hô, sĩ quan cũng lên đi, sĩ quan cũng lên đi, sĩ quan dường như cũng bị bầu không khí nóng bỏng này lây nhiễm, vì thế cởi quần áo, lộ ra dáng người khỏe mạnh và làn da màu cổ đồng, tại chỗ biểu diễn một bài cầm địch quyền. Quyền thế kia, quả thực uy thế hừng hực, cương mãnh hữu lực, đánh cho tân sinh toàn trường nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Sau khi đánh xong bài cầm địch quyền này, sĩ quan túng quần áo lau mồ hôi, ánh mắt lần nữa rơi vào trong đội hình, kết quả hai mắt sáng ngời, lập tức chỉ tay lớp 3. Nào, bạn nam sinh giơ tay kia, lên biểu diễn đi. Giang Cần nhìn quanh, phát hiện chỉ có mình giơ tay, mà tất cả mọi người trong bốn đội đều đang nhìn hắn. Hắn thậm chí thấy được trong ánh mắt tống tình tình và tưởng điềm lóe ra sự chờ mong khó hiểu, mà Phùng Nam Thư trong đội kế bên cũng thoáng đứng dậy, dùng con ngươi linh động nhìn hắn. Không, tôi chỉ muốn đi tè thôi. Về tài năng. Tài năng là gì, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn khẳng định không thể trốn. Nếu nói thưa sĩ quan, tôi muốn đi tiểu, vậy cũng quá mất mặt đi. Giang cần nhặt mũ đội lên, ung dung thản nhiên đi ra khỏi đội hình, đi tới bên cạnh huấn luyện viên. Tên gì, Giang cần. Có tài nghệ gì, báo cáo sĩ quan, tôi sẽ biểu diễn bắt trước. Bắt trước cái gì, bắt trước sĩ quan. Nghe được những lời này, trong đội ngũ lập tức xôn xao sĩ quan vừa mới đánh xong một bộ quyền uy phong lẫm lẫm không phải quân nhân chuyên nghiệp thì căn bản không thể đánh ra khí thế kia người này lại có thể bắt chước gạt người đi nhưng sau khi sĩ quan nghe được những câu này ngược lại sáng mắt lên thầm nghĩ lâm đại quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp vì thế lập tức lui sang một bên để lại khoảng trống phía trước cho hắn bây giờ tôi chính là sĩ quan lát nữa các cậu nhất định phải nhập vai tưởng tượng tôi thành sĩ quan đây là điều kiện tiên quyết và rất quan trọng, hiểu không, đám tân sinh cũng không rõ hắn rốt cuộc diễn cái gì, vì vậy theo bản năng gật đầu. Vì thế, Giang Cần chấp tay sau lưng đi tới trước bốn đội tất cả nghe khẩu lệnh tôi, giải tán. Người trong đội hình mơ hồ một giây, tiếp theo phúc chí tâm linh, sách mông lên sông ra ngoài, khắp sân thể dục đều là tiếng hoang hô đinh tai nhức óc. Sĩ quan choáng rồi, chạy lên muốn ngăn cản, nhưng bốn đội hình có hơn 200 người, ngăn cái nào cũng ngăn không được. Vì thế hơn 200 tân sinh ào ào lao ra khỏi sân thể dục, khiến cho những đội hình khác cũng đều choáng váng theo. Chỉ có Phùng Nam thư còn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Giang Cần, dường như còn chuẩn bị thưởng thức hắn đánh quyền, kết quả một giây sau đã bị Giang Cần kéo đi, đảo mắt đã ra khỏi sân thể dục. Chạy đúng là chạy hết cả rồi, nhưng huấn luyện quân sự vào chiều nay chắc chắn là xong đời, bộ cầm địch quyền uy phong lẫm lẫm kia sẽ không dùng lên người của ta chứ? Giang Cần đến thư viện, cởi mũ ném lên bàn, trong lòng nghĩ mà sợ. Thể chất quân nhân chuyên nghiệp không phải là chém gió mà có, vừa rồi nếu chạy chậm một chút thì đã bị đuổi kịp. Giang Cần vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn Phùng Nam Thư. Tiểu phú bà một đường chạy theo hắn, mũi quỳnh vĩnh lên lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn qua có cảm giác như quả đào mật. Một tuần tham gia huấn luyện quân sự, cô cũng đen một chút, nhưng vẫn xinh đẹp và tinh xảo như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không, nào có tì vết, đó đều là hoa trên gấm, nhìn xuống dưới nữa, từng. Quân phục thì rộng rãi, nhưng tiểu phú bà đúng là có chút đồ vật. Phùng Nam thư miếng cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận có phải hôm nay cũng ngoan một chút, tự mình đi tìm sách xem, Giang Cần gật đầu như lúc trước đúng rồi, lát nữa mình có việc bận. Ok. Phùng Nam thư lau mồ hôi trên chóp mũi, chạy tới giá sách cầm một quyển sách về, mở ra đọc hai trang, sau đó lại dùng đôi mắt trong suốt nhìn Giang Cần mình có thể nói chuyện với cậu khi mình rất muốn nói chuyện không, cậu rất muốn nói chuyện với mình. Giang Cần đang định gọi điện thoại cho bàn hải, nghe được câu hỏi này trái tim không hiểu sao lại rung lên. Ừm. Vậy đi, cậu muốn ngoan thì ngoan, không muốn ngoan, náo loạn một chút cũng không sao. Nhưng nơi này là thư viện, không được ồn ào lớn tiếng. Mình không ồn ào. Thật ra tiểu phú bà thật sự không hề làm ầm ĩ chút nào, bằng không cũng sẽ không an tĩnh đến mức bị người ta hiểu lầm thành cao lãnh. Nhưng cô vẫn cảm thấy Giang Cần nói ngoan một chút tức là không cho cô lên tiếng, điều này làm cho cô cảm thấy có chút tủi thân. Thật ra cô rất muốn nói chuyện với Giang Cần. Thiếu nữ Mùa Hoa 18 tuổi, im lặng đến gần như quái gở và sống cô độc trong thế giới nhỏ của bản thân, nhưng sau khi có bạn bè bỗng nhiên lại muốn lải nhải. Nhưng thật kỳ lạ, lúc ở cạnh cao văn tuệ cô lại không muốn nói chuyện nhiều ai hẳn là văn tuệ nói quá nhiều miệng cứ ríu ra ríu rít cô căn bản không chen vào được lát nữa dẫn cậu đi uống trà sữa giang cần thuận miệng vẽ bánh lông mi phùng nam thư khẽ rung cảm thấy người tốt hẳn là phải có báo đáp cậu vẫn muốn chơi chân mình chứ xịt đây là vấn đề rất riêng tư nhất định phải chờ sau khi trời tối tìm một nơi vắng vẻ không người mới có thể trò chuyện ô hát nhìn này lại dạy miễn phí cho cậu một mẹo vặt nhỏ bạn tốt như này biết đâu mà tìm mười phút sau bàn hải chạy tới thư viện trường chính hắn đạp xe đến sau khi đến đã là đầu đầy mồ hôi đi cùng hắn còn có một nữ sinh năm hai khoa thiết kế tên là lô tuyết mai là một tiểu đồ đệ của bàn hải bình thường lúc y làm thêm bận quá thì cô có thể giúp một tay nhưng còn chưa đạt tới trình độ một mình đảm đương một phía bàn hải dẫn cô tới đây cũng là để cho cô tăng thêm kiến thức trải nghiệm phương thức kết nối với chủ thuê kiếm tiền còn mang theo đồ đệ đánh giá của giang cần đối với bàn hải lập tức cao hơn một bậc lâm đại không hổ là trường đại học trọng điểm không phải ai trong đầu cũng chỉ có yêu đương mà vẫn còn có một nhóm lớn lựa chọn làm sự nghiệp cầu phát triển đây mới là văn hóa trường học bình thường sau đó ba người liền tìm một chỗ ở góc biên tiến hành một loạt thương thảo về thiết kế tuyên truyền của quạt quảng cáo. Nói thật, Giang Cần không hài lòng lắm với bản vẽ thiết kế này, bởi vì nó kém xa so với ý tưởng của hắn. "Trước tiên hãy bỏ hết những hình thù đỏ đỏ xanh xanh này đi." Bàn Hải hơi sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, nếu loại bỏ hết những thứ này thì sẽ rất một mạc, có thể nói là không hề có cảm giác thiết kế, chỉ còn lại màu nền và chữ viết, hơn nữa hình ảnh sẽ rất trống trải." Giang Cần sờ sờ cầm phóng to chữ lên một chút là được, kéo vào chính giữa, chiếm khoảng một phần ba bố cục. Như thế này hả? Bàn Hải điều khiển chuột sửa lại, hiện ra bản mẫu mà Giang Cần muốn. Nhưng nhìn thấy thiết kế sau khi sửa, Lô Tuyết Mai nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Cô nghĩ Kim Chủ này không biết gì về thiết kế thương mại. Một hình ảnh đơn thuần như vậy, cộng thêm hai chữ to và một chuỗi địa chỉ web, những gì được trình bày là quá đơn giản căn bản không tính là một thiết kế, thậm chí dùng PPT cũng có thể làm được. Phong chữ không cần phức tạp như vậy, đơn giản hóa một chút. Giang cần chỉ chỉ tiêu đề trên màn hình. Bàn hải không nói tiếng nào, bắt đầu sửa bản thảo đã ổn chưa, lô tuyết mai rốt cục không nhịn được mở miệng thay đổi như vậy đã làm mất hết hương vị trước đó. Giang cần nhìn chầm chầm hình ảnh như không nghe thấy vẫn quá bảo thủ, lão bàn, có thể dùng công cụ biến hình kéo một chút, tạo nên cảm giác muốn nhảy ra khỏi màn hình trở nên bắt mắt một chút được bàn hải tiếp tục thao tác chuột kéo biến dạng phong chữ làm cho cả dòng văn bản sinh ra cảm giác lập thể mặc dù không đạt được hiệu quả mong muốn nhưng ít nhiều cũng có một chút ý nghĩa trên giấy lô tuyết mai càng nhìn càng cảm thấy khó chịu tất cả các yếu tố thiết kế đều biến mất thêm vào đó là hiệu ứng biến dạng năm xu hoàn toàn không có tính thẩm mỹ đúng là không có cảm giác thiết kế hơn nữa sau khi bỏ đi mấy yếu tố chủ đạo thì đã không đạt được hiệu quả quảng cáo càng giống một cái quạt bình thường cậu chắc chắn là muốn sửa thành như vậy bàn hải hơi do dự nhưng lại không có biện pháp trực tiếp nói không tốt dù sao không có ai lại muốn đắc tội kim chủ phụ thân nhưng lô tuyết mai thì khác nhìn thấy sư phụ và mình có ý kiến đồng nhất vì vậy cô liền lớn mật hơn rất nhiều học đệ tôi cảm thấy sư phụ tôi nói có lý cậu đã giao chuyện này cho chúng tôi Vậy cậu nên tin tưởng năng lực chuyên môn của chúng tôi." Lô Tuyết Mai không nhận được phản hồi, nhịn không được mà quay đầu nhìn Giang Cần, lại phát hiện lúc này Giang Cần đang nghiêng đầu, nhìn khu đọc sách, nơi đó có một cô gái ngồi yên tĩnh đọc sách. Cô gái kia thật sự xinh đẹp, xinh đẹp làm cho người ta thất thần. Nhưng Lô Tuyết Mai lại nhịn không được mà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người này rốt cuộc là làm gì, đang nói chuyện chính sự, hắn lại quay đầu nhìn mỹ nữ đây rốt cuộc có phải là người đứng đắn không, nhưng điều khiến cô tức giận nhất không phải là cái này, mà là bản thiết kế đầu tiên rõ ràng là sư phụ thức cả đêm mới làm ra, lại bị hắn chỉ huy một hồi rồi xóa bỏ tất cả, không có chút tín nhiệm nào đối với nhà thiết kế, đây không phải là loại bên A phiền phức như lời đồn sao, chị vừa nói gì ấy nhỉ. Giang cần lấy lại tinh thần. Lô tuyết mai hít sâu một hơi thiết kế này quá đơn giản, không có bất kỳ điểm sáng nào, khác xa so với phiên bản đầu tiên của sư phụ, tôi khuyên cậu nên thận trọng. Giang cần tham khảo ý kiến của cô, suy tư một lúc lâu rồi mở miệng như vậy đi, chỉ cầm máy tính đi dạo, chỉ cần tìm một vài người, hỏi cái nào đẹp hơn. Nếu như tất cả mọi người nói là bản của sư phụ đẹp hơn, cậu phải dùng bản của sư phụ tôi làm. Lô Tuyết Mai lập tức đưa ra điều kiện của mình. Giang Cần lập tức đồng ý được, cứ theo lời chị. Vừa nói xong, lô tuyết mai lập tức ôm lấy máy tính không nói hai lời liền đi về phòng đọc sách đầy sinh viên tuyết mai còn tương đối trẻ nhưng năng lực chuyên môn vẫn đủ bàn hải bổ sung một câu giang cần gật đầu chờ cô ấy trở về sẽ quyết định dùng phiên bản nào năm phút sau lô tuyết mai ôm máy tính trở về chỗ cũ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý tự hồ là đạt được kết quả mong muốn nãy giờ lô tuyết mai liệt kê hai bản thiết kế cùng nhau lần lượt tìm 10 người không quen biết tiến hành nhận xé. Kết quả có 7 người cảm thấy bản đầu tiên tốt hơn, hai người cảm thấy bản sau không tệ, còn có một người do dự. Như vậy bên nào cao bên nào thấp cũng đã rõ ràng. Thế nào, tôi đã nói rồi, thà không thay đổi, thật sự là chỉ huy mù quáng. Giang cần nhận máy tính, bất động thanh sắc ngẩng đầu lên có ai tò mò về nội dung trang web sau khi xem hình ảnh không, lô tuyết mai gật gật đầu tất nhiên là có người tò mò, và họ cũng muốn biết khi nào trang web này sẽ hoạt động. Vậy mọi người chỉ vào bản thiết kế nào hỏi? Cái thứ 2A, à, Lô Tuyết Mai nói xong liền thoáng sững sờ, phát hiện hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu mà ánh mắt của cô dần dần trở nên kinh ngạc. Đúng vậy, hình như những người đó đều chỉ vào bản thiết kế đơn giản nhất, cũng chính là phiên bản sau và hỏi tình huống trang web. Tại sao lại như vậy? Lô Tuyết Mai có chút bối rối. Điều này rất bình thường. Bởi vì thiết kế trước đúng là đẹp, cũng quả thật rất cao cấp, nhưng có quá nhiều chi tiết. Chỉ nhìn qua thì căn bản không bắt được trọng điểm, sau khi xóa đi những thứ dư thừa, tin tức truyền tải đã trở nên trực quan hơn. Giang Cần đặt máy tính lại trước mặt bàn Hải, dùng giọng bình thản nói. Nhưng chỉ có quảng cáo đẹp mới khiến cho người ta sinh ra dục vọng xem, nếu như ngay cả xem mà mọi người cũng không muốn, thông điệp của bạn có đơn giản đến đâu cũng vô dụng. Lô Tuyết Mai cảm thấy rất không phục, tỷ lệ hiệu quả khi truyền tải thông tin thực sự quan trọng, nhưng nếu tất cả mọi người không thì vào có ích gì. Nhưng nó là một cái quạt. Giang Cần nhìn cô nói. Nghe được những lời này, Lô Tuyết Mai hơi sửng sốt, như là nghĩ thông suốt, còn muốn tranh luận bỗng nhiên á khẩu. Hiện tại thời tiết nóng bức như vậy, bạn đi toilet, đi căng tin ăn cơm, tham gia vào các hoạt động xã hội, thậm chí đi học, đều sẽ dùng đến quạt chứ. Cho dù nó không đẹp mắt, dùng một giây để liếc nhìn tin tức trên mặt quạt cũng rất khó sao, bàn hải không nhịn được khẽ cao mày thật sâu, cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ có đạo lý. Giang cần xoa xoa cánh tay bị khí lạnh thổi, tiếp tục mở miệng tờ rơi phải được thiết kế đẹp mắt là bởi vì nó không có giá trị thực dụng, nếu như không có lực hấp dẫn thì sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Hầu hết mọi người cũng sẽ không quan tâm mặt trên viết cái gì. Nhưng quạt lại khác, quạt có khả năng lưu giữ, có giá trị thực dụng. Vậy tại sao phải làm cho vẻ đẹp thiết kế cản trở việc truyền tải thông tin, lô tuyết mai miếng môi, một câu cũng không nói nên lời. Cô thừa nhận ánh mắt của cô vẫn luôn đặt trên vẻ đẹp của bản thân thiết kế đồ họa mà không suy nghĩ tới phương tiện truyền tải của nó. Nhưng tựa như những lời Giang Cần vừa nói, nếu biết người lấy được quạt sẽ không tiện tay vứt bỏ, vậy tại sao lại cản trở việc truyền tải chính xác thông tin, ngược lại còn quá khắc khe về mỹ cảm? lúc này bàn hải ngẩng đầu nhìn một cái lão bản, cậu đã từng học thiết kế kinh doanh và tiếp thị quảng cáo rồi hả? Không, tôi chỉ là hơn người bình thường một chút thiên phú và tài hoa mà thôi. Tài hoa? Ở đâu, sao tôi không nhìn thấy? Lô Tuyết Mai rất là không phục. Giang Cần nhếch khóe miệng, chỉ coi cô là một đứa trẻ cáo kỉnh cô gái, tuổi còn trẻ sao lại mù, thật đáng thương. Cậu! Được rồi, lão bàn anh gửi bản thiết kế cho thịnh thị đi chiều nay tôi còn phải tham gia huấn luyện quân sự tôi đi trước giang cần nói xong gọi tiểu phú bà của mình rời khỏi thư viện đi thẳng đến tiệm trà sữa huấn luyện quân sự cậu ta là sinh viên năm nhất lô tuyết mai không thể tưởng tượng nổi mà mở to hai mắt bỗng nhiên nội tâm sinh ra cảm giác thất bại cô là một người đã học thiết kế hai năm kết quả bị một tân sinh vừa nhập học dạy làm người hơn nữa còn là trong lĩnh vực chuyên môn của mình điều này làm cho cô không thể chấp nhận được bàn hải chậm rãi cất máy tính vào đưa tay vỗ bả vai cô tuyết mai đừng nổi giận đừng nói là em thật ra ngay cả tôi cũng chưa từng suy nghĩ qua chuyện truyền tải thông tin thật không sư phụ lô tuyết mai ngẩng đầu nhìn y thật sự năm nay tôi nhận được không ít đơn thiết kế tờ rơi của các hộ kinh doanh xung quanh luôn cảm thấy mình thẩm mỹ cao kỹ thuật tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng cũng đơn giản, chỉ cần kiểu chữ thêm đen thêm dày và không khó coi là được. Tôi cũng rất tự mãn, nhưng tới hôm nay tôi mới hiểu được, thì ra thiết kế thương mại chân chính không hề dễ như vậy. Bàn hải nhịn không được mà có chút cảm thán chẳng trách có một số nhà thiết kế chỉ có thể nhận những đơn hàng trị giá vài trăm, trong khi một số nhà thiết kế khác lại có thể nhận được các đơn hàng trị giá hàng trăm nghìn. Sau một lúc thất thần, Lô Tuyết Mai bỗng nhiên ngẩng đầu vậy làm sao cậu ta biết được. Cậu ta thậm chí còn không phải chuyên nghiệp như chúng ta, em không thể không thừa nhận, một số người chính là có cái nhìn toàn cục tốt. Giữa trưa, bàn hải ở sau lưng thổi tận trời sự trâu bò của Giang Cần, nhưng đến buổi chiều lúc huấn luyện quân sự, Giang Cần liền thảm. Vừa bước vào sân thể dục, hắn đã được sĩ quan chào đón nồng nhiệt, sau đó nhận được một gói combo chạy năm vòng quanh sân, đứng tư thế quân đội trong một giờ và hét lên, tất cả giải tán, vào tường một nghìn lần. Chờ sau khi làm xong tất cả, Giang Cần thề đời này sẽ không bao giờ biểu diễn tài nghệ nữa. Súng bắn chim đầu đàn, kiếm tiền phải càng sớm càng tốt. Yêu đương chó còn không thèm, ngủ sớm sức khỏe tốt. Rảnh rỗi đọc nhiều hơn, muộn phiền thì sờ chân. Cơm mềm không mắc răng, phú bà thật sự ngon. Cơm mềm, nhuyễn phạn, trong, tật nhuyễn phạn, ăn bám. Giang cần cầm cành cây, viết phương châm cuộc sống phiên bản 2. Không của mình xuống dưới chân tường. Nhưng làm chim đầu đàn cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu chờ sau khi hắn trở về, tân sinh trong đội hình của hắn và ba đội hình khác đều bày tỏ lòng biết ơn cao cả và tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với hắn. Bởi vì, chính vì một màn trình diễn tài nghệ đơn giản đã giúp cho cả bốn đội dễ dàng nghỉ 3 giờ, trở về còn tự nhận trách phạt, loại tinh thần này cũng đủ khiến rất nhiều người cảm động. Nhưng sau kết thúc huấn luyện quân sự buổi chiều, Giang Cần cơm nước xong trở về ký túc xá, hắn lại bị Tào Quản Vũ vô tình cười nhạo. Sau khi bao quy đầu, lão Tào không cần huấn luyện quân sự, cũng không cần lĩnh ân tình của Giang Cần. Nhưng vừa nghe chuyện, toàn thể giải tán, trâu bò như vậy không liên quan đến mình, y liền cảm thấy khó chịu, cho nên muốn bỏ đá xuống giếng. Lão Giang, nghe nói cậu úp mặt vô tường hô toàn thể giải tán cả buổi chiều, dọa chạy cả chó hoang. Ha ha, Giang Cần cười lạnh. Tào quảng Vũ giả vờ giả việc mà ngồi phịch ở trên giường, miệng méo mó như quần bông đã sớm nói với cậu rồi. Bình thường đừng có cao điệu như vậy. Có một số chuyện cậu không thể nắm chắc được đâu. Giang Cần quay đầu liếc y một cái lão Tào. Dụng cụ đi tiểu của cậu còn dùng ổn chứ? Còn phải tỉnh dưỡng ba bốn ngày nữa. Làm sao vậy? Vậy tôi sẽ cho cậu xem một thứ hay ho. Giang Cần mở lát nhập vào địa chỉ web mà hắn từng cho tô nại, mở sai video. Sắc mặt tàu quản vũ trắng bệch, trắng lập tức toát ra mồ hôi lạnh.